Thưa quý vị, hơn 2 năm qua, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, vai trò y tế cơ sở ngày càng trở nên quan trọng trong phòng chống và kiểm soát dịch bệnh. Tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, y sĩ Nguyễn Quốc Dũng, trưởng trạm y tế phường vẫn luôn sát cánh cùng đồng nghiệp, vững tin nơi tuyến đầu, nỗ lực kiểm soát dịch bệnh để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường mới. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, khi số lượng F0 trên địa bàn phường ngày càng tăng cao, công việc của y sĩ Dũng và các đồng nghiệp ở trạm y tế Bình Hiên càng trở nên tất bật. Bắt đầu công việc từ lúc sáng sớm, y sĩ Dũng tận tình hướng dẫn khi người dân đến khai báo y tế, cũng như hỗ trợ tư vấn các biện pháp cần thực hiện đối với các trường hợp dương tính và cách ly, điều trị tại nhà. Đối với trạm y tế chúng tôi thì phân công cụ thể từng khu vực, từng nhân viên đến tại cái khu dân cư. Qua đó thì có triển khai một đường dây nóng để nhân dân thông báo thì những cái F0 đó thì sẽ cho nhân viên từng khu vực để điều tra, xác minh và hướng dẫn tư vấn cho họ. Hết trách nhiệm của y tế chúng tôi thì toàn tâm thực hiện hết cái trách nhiệm của mình, bởi vì chúng tôi ở đây làm việc hết giờ, hết việc chứ không phải là hết giờ. Do đó nửa đêm nửa hôm bất kể lúc nào thì bệnh nhân cần, anh em chúng tôi cũng thực hiện hướng dẫn tư vấn cho bệnh nhân chu đáo. Dấn thân vào nghề đã tròn 40 năm tại trạm y tế, trong đó từ năm 1988 bắt đầu đảm nhận vai trò trạm trưởng y tế. Y sĩ Dũng luôn đeo cao y đức, hết lòng vơ hết công việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại địa phương. Đặc biệt hơn 2 năm qua, khi đại dịch COVID-19 ập đến, y sĩ Dũng đã cùng các đồng nghiệp vững tin song pha tuyến đầu, điều tra dịch tễ, truy vết, xét nghiệm, rồi tham gia điều trị, cùng quay công việc cứ thế tiếp diễn, bất kể ngày đêm hay lễ Tết. Riêng về đối với cá nhân đồng chí Dũng thì có người đứng đầu của trạm thì một đồng chí Dũng là một đồng chí rất thực hiện rất là tốt nhiệm vụ. Khi mà có điện thoại hay là có phản ánh của nhân dân về liên quan tới vấn đề F0 thì anh Dũng là có cái báo cáo cũng như là thực hiện triển khai liền các anh em y tế xuống các phường, xuống các khu dân cư để tiến hành là xét nghiệm cho nhân dân trên địa bàn toàn phường cũng như cái khu vực nói riêng. Về đánh giá của đồng chí Dũng thì cũng như tập thể của trạm y tế phường thì trong năm 2021 cũng như thời gian trước từ khi dịch bệnh cho đến nay thì hoàn thành rất là tốt, đối quản là sắp xuất sắc cái nhiệm vụ của về tham mưu cho ban chỉ đạo cũng như cho phường trong thực hiện vấn đề về phòng chống dịch. Từ sau Tết đến nay tại phường Bình Hiên có hơn 750 F0 cách ly điều trị tại nhà trong bộ đồ bảo hộ kiên mít từ đầu đến chân. Những ngày này y sĩ Dũng lại đi từng kiệt hẻm để theo dõi sức khỏe, hỗ trợ cho F0 điều trị tại nhà, hết lòng vì sức khỏe nhân dân, tận tâm với công tác phòng chống dịch. Y sĩ Dũng sẽ là một trong 20 y bác sĩ được thành phố Vinh danh tỏa sáng và lưu trắng sắp tới.